Thưa quý vị, để phục vụ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin giới thiệu nội dung của chuyên đề do giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Và trước hết, trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng, quán triệt kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thành kính tưởng nhớ và có nhiều hình thức tổ chức kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày Bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và trong niềm vui mừng tin tưởng tự hào của nhân dân cả nước về thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tập thể cá nhân tiên tiến điển hình, các vị đại biểu tham dự hội nghị, lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, chúng ta đều đã biết Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa, nhưng di sản người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, người đã rèn luyện cống hiến không ngừng, không nghỉ, tất thảy đều hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt, cao thượng, vô cùng phong phú, trong sáng và đẹp đẽ. Một vĩ nhân đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại ngay từ khi người còn sống. Cuộc đời và sự nghiệp của người đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi xin nói thêm là lâu nay chúng ta thường nói đến Bác là chỉ nói đạo đức Hồ Chí Minh. Dần dần trong suốt quá trình nghiên cứu và tổng kết thực tiễn thì chúng ta rút ra đến một giai đoạn chúng ta nói là tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Và đến chỉ thị 05, Đảng quyết định nói là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Để phân biệt cái như vậy. Thế thì vậy chúng ta hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là gì? Và phong cách Hồ Chí Minh là gì? Tôi tin là chúng ta đã hiểu cả rồi. Nhưng mà chắc cũng không phải đã hiểu hết sâu sắc. Nhân dịp này tôi muốn xin nêu một số cái nét rất cơ bản, khái quát về ba cái khái niệm này để chúng ta hiểu nội dung nó là gì để chúng ta học tập. Có thể là chưa đầy đủ thì các đồng chí sẽ tiếp tục bổ sung. Nói một cách vắn tắt, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Người nói nhiều lắm, tôi xin trích một số ý thôi. Người khẳng định nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, nước ta có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tức là phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Điều quan trọng là phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tập hợp được mọi lực lượng, dân tộc, tôn giáo, mọi người dân Việt Nam yêu nước. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Bây giờ, học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạnh nhất là chủ nghĩa Lenin, chủ nghĩa Mác Lenin. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách mạng chân chính. Đảng có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Vì đảng là đội tiên phong, là người lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Vân vân. Đó những câu có tính chất triết lý, mang tính lý luận, mang tính tổng kết thực tiễn,
và mang tính chỉ đạo rất sâu sắc, và có nghĩa nó sẽ còn tồn tại lâu dài, mà chúng ta phải quán triệt hiểu cho nó hết thì mới thực hiện được. Lâu nay nói tư tưởng Hồ Chí Minh thì tôi sợ là nhiều người chưa hiểu hết đâu. Nên tôi nói ví dụ một số cái quan điểm rất cơ bản đấy, không có phải không? Về đạo đức Hồ Chí Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, có nghĩa là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Bác nói giản dị thôi, rất dễ hiểu. Đó là cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Vậy cần là gì? Kiệm là gì? Liêm là gì? Chính là gì? Trí công vô tư là gì? Chúng ta hiểu hết chưa? Cần, theo tôi hiểu, là cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng vì sức, hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân. Kiệm là tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm là thanh liêm, giữ liêm sỉ, giữ danh dự, sống trong sạch, trong sáng. Chính là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không quỵ lụy cúi luyền, giữ sĩ khí của một người quân tử, của một người chính khách. Chí công vô tư là làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công lên trên hết trước hết, không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Bác nói rất nhiều, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người còn nói, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác nói rất mạnh. Vì sao? Vì chủ nghĩa xã hội, bác nói là giặc nội xâm, là kẻ thù hung ác, nó là thứ gian dảo xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Người thường nói, cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Nói rất dễ hiểu thôi, nôm na mộc mạc. Chúng ta cứ thấm những điều đó đi đã. Còn phải phong cách Hồ Chí Minh là gì? Cái này cũng rất là khó. Thì xin tạm nói thế này, là lối sống, là tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của nhân dân, là đầy tớ của nhân dân, chứ không phải làm quan nhân dân, không được lên mặt làm quan cách mạng. Đúng không ạ? Bác nói nhiều lắm. Mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, trở thành những con người có văn hóa, có liêm sỉ, tận trung với đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ có phải là như thế không? Những cái nét rất là cơ bản như vậy. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. Người thường nói, đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Cần hiểu rõ, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Bác nói, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên,
xây dựng được nhiều tấm gương người tốt việc tốt. Người căn dặn, người tốt việc tốt như hoa nở mùa xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, xây dựng cuộc sống mới. Bác nói là phải nêu gương người tốt việc tốt lâu rồi. Bây giờ chúng ta đang làm đây, và hôm nay chúng ta làm cái hội nghị sơ kết cái việc người tốt việc tốt là làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh này. Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm bằng nhiều chỉ thị nghị quyết qua nhiều thời kỳ, mà gần đây nhất là chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng, toàn xã hội, được Đại hội 13 của Đảng đánh giá cao. Nổi bật là công tác lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ đảng viên, người đứng đầu, các cơ quan đơn vị, nhất là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đối với làm theo. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo có sức tác động lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm. Cái chỉ thị 05 thì mới cách đây được 5 năm thôi. Nhưng còn ta làm học tập tấm gương đạo đức của bác thì lâu rồi. Đây là ta sơ kết 5 năm thôi. Mà đến cái chỉ thị 05 mới nói đầy đủ ba cái vế đó. Tư tưởng, đạo đức và phong cách như tôi vừa nói. Trước kia nói chưa đủ đâu. Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người quản lý, người đứng đầu các tổ chức cơ quan đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ và đến nhiệm kỳ Đại hội 12 đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể cá nhân tiên tiến điển hình trong việc học tập và làm theo bác,
mỗi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đó là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước. Đảng và nhân dân trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng, mọi người noi theo và cùng tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện chỉ thị số 05 vẫn còn không ít hạn chế, còn cần phải khắc phục, cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa. Đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Việc cam kết tu dưỡng rèn luyện gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ đảng viên hiệu quả vẫn chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát hiện biểu dương các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Việc tuyên truyền quảng bá cổ vũ như gương người tốt việc tốt nhiều lúc còn thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chưa mạnh mẽ. Việc tự phê bình và phê bình có nơi có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức. Tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang né tránh ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm chưa cao, vân vân. Tôi cũng xin mạnh dạn nêu là như thế. Chúng ta vui mừng với những cái thành tích, những cái kết quả làm được, nhưng mà làm cũng nhiều cái còn hình thức lắm, vẫn nặng chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh với nhau. Đặc biệt là những người lãnh đạo, những người đứng đầu, có khi lại tìm mọi cách để che giấu, rồi chỉ báo cáo thành tích thôi, thì không tiến bộ được. Phải nói thẳng là như thế, để chúng ta thấy rõ, nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm làm tốt hơn nữa việc này. Mà tính chất quan trọng của nó chúng ta biết rồi, và bên trên chúng tôi nhấn mạnh rồi. Đây là vấn đề xây dựng con người, là có con người xã hội chủ nghĩa thì mới có thể có được chủ nghĩa xã hội. Là con người thì biết bao nhiêu tầng lớp, biết bao nhiêu là đối tượng. Nhưng đây là muốn nói đối tượng trước hết là cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu. Ở trên mà chẳng chỉ ngôi, thì ở dưới là chúng tôi hỗn hào thôi. Bác Hồ nói một tấm gương sáng đấy, còn bằng bao nhiêu là cái gì đấy. Rất là có ý nghĩa. Thưa các đồng chí, sau 35 năm đổi mới, từ một nước nghèo nàn, cơ sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Lúc đầu tôi nêu ra câu này thì cũng có người băn khoăn và nói thế liệu có kiêu ngạo không, có chủ quan không. Nhưng mà cũng nói cách đây vài ba năm rồi, thì qua quá trình vừa rồi là Đại hội 13 đã thảo luận, đánh giá, tổng kết và khẳng định điều này đã ghi vào trong văn kiện Đại hội. Rõ ràng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một lúc làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, mấy cuộc chiến tranh liên miên, năm 45 2 triệu người chết đói, trong khi dân số lúc bây giờ mới là 25 triệu. Sau này chúng ta là cái gì cũng thiếu thốn cả. Bây giờ chúng ta gần 100 triệu dân rồi. Bây giờ thấy đời sống nhân dân thế nào? Cơ sở vật chất của chúng ta thế nào? Đường xá, thành phố, xí nghiệp, quan hệ với tất cả các nước, quan hệ tất. Vị thế của chúng ta thế nào? Vân vân. Thì đại hội đã khẳng định rồi, chúng ta là cũng không có bi quan, là lúc nào cũng
tự thị rằng là mình chỉ có yếu kém thôi. Rõ ràng vừa qua học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, rồi dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ, sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc, sức mạnh của toàn dân ta, đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay. Cái đó phải khẳng định và tự hào. Tuy nhiên tôi nói vẫn không được chủ quan. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, thuận lợi thời cơ đan xen với khó khăn thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách hơn đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta, chế độ ta. Tình hình này đang tác động mạnh nhiều đến đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã chỉ rõ, trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên quyết kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ ra tại kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng quán triệt tập trung làm tốt ba vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ đảng viên. Vậy học tập là gì? Học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học, cần tu dưỡng rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình. Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ta ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn. Với đội ngũ cán bộ đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng
và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đấy là học Bác. Làm theo Bác là thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo. Chứ không phải chỉ nói suông, mà không chỉ học thuộc lòng, càng không sáo rỗng, thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, từng việc làm của mình cơ. Cho nên cái làm theo mới là quan trọng. Hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ đảng viên, giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm bức xúc trong thực tiễn trên nền tảng kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin trong mọi hành động. Phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đừng nói một đảng là một nẻo, và nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình, biến thành hành động thì không phải là học Bác. Nêu gương là thực hiện đồng thời gắn kết với việc học tập và làm theo. Phát huy hiệu quả của mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm tiền phong gương mẫu với nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết tôi nói thẳng là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các cấp ủy đảng và cơ quan chính quyền các cấp. Mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo. Phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước vì dân, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa tinh thần trong đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa đảng để đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh. Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, tôi đề nghị cần kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó xây là cơ bản chiến lược, chống là quan trọng cấp bách. Đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi tự sửa, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích cổ vũ cán bộ đảng viên suy nghĩ hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Thưa các đồng chí, nhân dân ta vẫn thường nói,
đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, nhân dân ta luôn tin tưởng rằng đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta đã đào tạo được một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đấy là câu của bác đấy ạ. Tôi mong rằng sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, càng ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ thứ 21 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nhất định phải biến thành hiện thực. Sau cái đợt học tập này, tôi mong muốn có chuyển biến rõ rệt, chứ không lại đâu vào đấy thì học cũng chẳng có nghĩa lý gì, như bác Hồ nói. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Quý vị vừa theo dõi nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng, quán triệt kết luận số 01 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.